Chào tất cả anh em trên toàn quốc. Mình mới về được một ít kích ren hàng Nhật Bãi. Đợt này mình về được một số kích ren loại 500 kg và loại 800 kg. Đây là những mẫu kích ren Nhật Bản chuyên dụng để anh em ta ngồi nâng bánh thay bánh ô tô con. Anh em có thể sử dụng để mà chế bàn nâng hoặc nâng mô tô, hoặc là sử dụng để nâng những cái gầm gì đó, tùy mục đích anh em ta sử dụng. Thì mình giới thiệu tổng quan những mẫu như sau. Ba cái đầu tiên này là loại kích ren 800 kg. Đó, có ba cái kích ren 800 kg. Và còn lại là có 12 cái kích ren loại 500 đến 600 kg. Thì những cái mẫu kích ren này đều là hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng, nhưng mà còn sử dụng rất là tốt, kích rất là nhẹ. Kích ren Nhật Bãi thiết kế nó dày dặn và chắc chắn. Đó, tuy nó nhỏ nhưng mà cái lực nâng của nó rất là khỏe. Đó, thép nó làm cực kỳ chắc chắn và chất lượng. Đó, nên là anh em không lo bị tuột hoặc là lo bị gãy trong quá trình kích. Đó, thì hàng Nhật Bãi thì nó có tính chất như thế. Thì mình bán ba đánh giá như sau. Cái loại kích ren 800 kg thì mình bán với giá là 350.000 chưa phí vận chuyển một cái, chỉ có ba cái thôi. Còn loại 500 đến 600 kg này mình bán đồng giá là 300.000 chưa phí vận chuyển một cái. Thì anh em nào muốn lấy mẫu nào thì liên hệ bên phía mình. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Mình review một lại lần nữa cho anh em xem ha. Đây là loại 500 đến 600 kg nè. Và đây là loại 800 kg nè. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.